Vâng, xin chào toàn thể anh em audio. Ngày hôm nay Phạm Thức Audio xin phép được quay và giới thiệu đến quý vị các bạn một cách để có thể khắc phục chiếc âm ly của mình đang bị xước các cạnh, trở thành một chiếc âm ly đẹp hơn, đáng yêu hơn. Và cái thứ ba nữa là nó mang tính chất nghệ thuật hơn một chút nữa. Còn em cũng làm cái vỏ gỗ này khá lâu và khá chi là lâu rồi. Thì cũng có một số anh comment bảo là lắp vào thì thêm thì nó sẽ bị nóng, nóng âm ly, không chịu được. Thì em xin phép là đã có, đến bây giờ thị trường đã tiếp nhận cái vỏ của bên em và cũng rất nhiều anh em tiếp nhận những đơn vị vỏ của những đơn vị khác thì hoàn toàn chấp nhận và về sử dụng không ảnh hưởng lỗi lầm gì cả. Và đồng thời trong video này em sẽ cũng xin thanh lý đến quý vị các bạn là chiếc tuner này. Đây là chiếc tuner 8800 trơn. Chiếc tuner này em sẽ thanh lý cho quý vị các bạn nếu anh em không lấy cái tuner này không này, vẫn đang sử dụng bình thường. Thì chiếc tuner này em xin phép thanh lý đến quý vị các bạn. Cái tuner này chỉ có 900.000 cái tuner này. Với chiều rộng là 42, chiều cao là 13,8, chiều sâu của nó là 34 cm. Đấy, tuner có nghĩa là chức năng dùng để thu đài FM và AM chứ không phải là dùng để làm âm ly nhá. Anh em thật sự lưu ý ở đấy. Thì đây. Chiếc tuner này nó bị cái tình trạng là đây, chỗ này có một cái vết chày này. Dưới này có một vết chày này. Đó. Đây, có một tí chày chày này. Đó. Đấy, tổng thể nó là như thế, được chưa? Đây là cái mặt. Còn thực sự ra đây là cái hàng bãi của bên em về, nên là ruột gan của nó mình lung linh lắm. Đây này. Đó. Lung linh đẹp chưa? Và đang hoạt động chạy ok. Không lỗi làm gì. Đấy. Anten đang thiết đầy đủ. Tuner 8800. Số seri của nó là 987 đuôi cuối. Cổng tín hiệu ra của nó là cổng này thì có thể chỉnh to nhỏ được đằng trước. Đây. Cái dàn này nó dùng để con tuner này, một là dùng để trưng bày, hai là chỉ bắt AM và FM thôi. Anh em lưu ý nhé, dùng để ghép với 8800 hoặc là đây, ghép với chiếc âm ly 8800 này. Thì 8800 này em đã đóng vào vỏ rồi. Đây em. Đây, đây anh em ngắm lại một lần nữa cái ruột gan của nó nhé. Đấy. Ok. Cách lắp của cái vỏ âm ly này thì rất đơn giản thôi. Đây. Đấy, mình tháo chân lật ngược đây. Con tuner hoặc con âm ly nào nó cũng có bốn cái chân ở đây. Thì anh em tháo bốn cái chân này ra. Rồi sau đó làm đi. Làm theo mẫu vỏ bên em thì rất đơn giản. Đấy. Ok. Đấy, đút vào xong thì đây này anh các bác nhìn này, bác bảo nó nóng thì trước tiên là bên em đã đột lỗ ra như này. Đấy, 1 2 3 4 5 hàng lỗ nha, để có thể thoát được khí. Cái thứ hai nữa là mép mỗi một bên này nó đang hở ra cả phân. Theo một nguyên tắc tự nhiên thì khí nóng sẽ đi lên trên, khí lạnh ở bên dưới. Thì khi mình bật âm ly lên nó nóng thì bắt đầu là luồng khí nó sẽ chạy cong từ dưới lên và đi qua các cái lỗ tản nhiệt này. Thì các bác yên tâm. Nếu có vỏ và không có vỏ thì máy của các bác chỉ nóng hơn bình thường khoảng tầm 5 độ thôi. Và như thế thì không sao cả, vì âm ly Nhật hoàn toàn nó có đang có chế độ bảo vệ tự ngắt khi nhiệt độ. Đấy. Sau khi lắp vào xong như này rồi thì anh em mình lấy một cái vài cái bìa cắt tông nhét vào cái dưới góc này này. Đấy. Thì là nó sẽ cân cái mặt này, quay đi. Nó sẽ cân cái mặt về đằng trước. Đấy. Thì bây giờ anh em nhìn nhá, như lúc nãy có một cái vết to tướng ở đây này. Đấy, bây giờ đã mất rồi. Đây, góc dưới này cũng đã mất. Đấy. Bây giờ cái âm ly của anh em không còn nhìn thấy các cái vết đó nữa. Đúng không ạ? Thường thường thì âm ly, tất cả các âm ly mặt trắng hàng bãi về thì nó chỉ bị xước các cái cạnh trên này thôi, chứ ít khi nó xước ở trên mặt đó. Thì xung quanh cạnh ấy, thì với cái mẫu thiết kế của bên em có tạo ra được cái hèm này để che được nó đi. Đấy. Thì mang tính thẩm mỹ. Và cái thứ hai nữa là cái độ rộng của sau khi đóng xong thì nó thành 45,5 cm, nhằm cho chiếc âm ly của mình nó đồ sộ hơn. Bê cái này, đặt cái này đi. Đấy. Đấy. Bê dịch sang đây. Bê dịch sang đây. Kéo dịch sang đây. Rồi, để cho các bác nhìn. Kéo dịch sang tẹo nữa. Đây nha, các bác nhìn nha. Đây là bộ mà chưa vào hộp gỗ này. Còn đây là một bộ đã vào hộp gỗ. Anh em nhìn thấy nó có yêu hơn nhau. Đấy, một bộ bên này, một bộ bên này. Đẹp hơn nhau, khác nhau rất nhiều đúng không ạ?
Đấy. Mặc dù bộ này thì đầu tiên thì xấu hơn, mặt xước sát hơn, đúng không ạ? Mặt này thì cực đẹp luôn này. Nhưng không có cái bộ áo của nó thì nó lên khác nhau. Đúng, nó thêm tiền mà. Bộ này thêm là 700.000 một chiếc vỏ. Đấy, còn bộ kia chưa có hóa tiền. Đấy. Thì bộ này này, bộ này là cái đấy cái mặt nó hơi xước một tí, không đẹp được bằng bộ kia. Thì bộ 8.800 trơn này bên em đang bán với giá bộ bên này, cả bộ bên này nhá, thì mới có giá là 4 triệu 2. Còn bộ bên này có giá là 4 triệu 8. Đấy, đẹp lung linh, long lanh. Ruột gan thì giống nhau rồi, nó chỉ khác nhau ở cái ngoại hình mặt đằng trước một chút thôi anh em nhé. Đấy, Captoro nguyên. Đấy, đấy. Hàng bao zin cho anh em toàn tập. Rồi anh em nào có nhu cầu thì liên hệ đến địa chỉ 752 đường Điện Biên, thành phố Nam Định. Cái vỏ này là 700k một chiếc nhé. Cảm ơn anh em đã xem và ủng hộ kênh của bên em.